Lớp học này đang rất yên bình và vui vẻ, bỗng dưng có một em học sinh lăn đùng ra chết mà không rõ lý do. Tuy nhiên đây mới chỉ là khởi đầu cho một chuỗi thảm kịch kinh hoàng sắp diễn ra. Rất nhanh sau đó có tới 98% trẻ em trong cả nước đã bị nhiễm một loại virus bí ẩn nào đó và phải mất mạng. Vì để đảm bảo an toàn, chính phủ đã giam cầm vô số gia đình trong nỗi sợ hãi tột cùng. Điều kỳ lạ là những đứa trẻ may mắn sống sót sau đợt virus này bỗng dưng cơ thể chúng có một siêu năng lực tương đối mạnh. Để cả nước bớt lo lắng, Tổng thống Hoa Kỳ lúc này đã thông báo cho người dân về tiến độ cuộc nghiên cứu của chính phủ. Bởi vì đứa con trai của ông tên là Clancy cũng được coi như một trong những trường hợp còn sót lại sau đợt dịch đó. Và hiện giờ trong quá trình thí nghiệm, cậu bé đang khôi phục theo chiều hướng tích cực, điều đó đã cho người dân thêm hy vọng về cuộc nghiên cứu này. Ở một diễn biến khác, cô bé Ruby ban đầu có một cuộc sống rất hạnh phúc. Vào ngày sinh nhật của Ruby, bố mẹ đã tặng cho cô một chùm chìa khóa. Sau khi tỉnh dậy, cô bất ngờ sở hữu siêu năng lực, nhưng điều tồi tệ hơn là mẹ cô không còn nhận ra cô là ai. Nghe xong, tâm trạng của Ruby hoàn toàn bị suy sụp, cô bé đã bị mẹ mình báo cáo cho Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh. Chỉ trong nháy mắt, cuộc sống hạnh phúc của cô đã biến mất sau khi Ruby và những đứa nhỏ có cùng cảnh ngộ bị đưa đến trại cách ly tập trung. Tới nơi, cô bé hoảng sợ khi chứng kiến cảnh một thanh niên cướp lấy súng và tự sát dưới sự đánh đập tàn bạo của những lính canh. Sau quá trình chẩn đoán và điều trị của bác sĩ, Ruby mới biết được sự thật, những đứa trẻ sống sót sau đợt nhiễm virus đó đều có siêu năng lực. Và những siêu năng lực này sẽ chia làm 5 loại khác nhau. Màu xanh lá cây có nghĩa là chỉ số IQ của người đó thuộc loại thông minh nhất thế giới. Màu xanh lam thì có thể di chuyển mọi thứ chỉ bằng suy nghĩ. Màu vàng thì họ có thể thao túng dòng điện. Trong đó màu cam và màu đỏ thuộc loại rất là hiếm và cực kỳ nguy hiểm bởi vì chúng có thể giết người trong chớp mắt. Vị bác sĩ này cũng có thể phân loại được cho Ruby. Ông ta nhận ra rằng cô bé trước mặt mình thuộc loại nguy hiểm màu cam, vì vậy ông lập tức tìm cách khống chế Ruby. Cô bé cảm thấy có điều chẳng lành nên đành phải dùng siêu năng lực để điều khiển tâm trí của bác sĩ, khiến ông ta phải thay đổi mức sức mạnh của mình thành màu xanh lá trong khu vực an toàn. Hiện tại, chính phủ không thể kiểm soát được những đứa trẻ thuộc loại màu đỏ và màu cam, vì vậy trong trại tập trung chỉ có thể tồn tại những đứa trẻ trong 3 màu còn lại. Họ kiểm soát bọn trẻ và cho chúng lao động giống như tù nhân, thời gian trôi nhanh như cờ hó bị Exciter bế đi. Chớp mắt đã trôi qua 6 năm rồi, Ruby lúc này đã bị người trong tổ chức phát hiện ra cô không giống như những đứa trẻ thuộc cấp độ xanh lá. Điều này vô tình khiến cho những đứa trẻ phải trải qua hàng loạt bài kiểm tra và sự tra tấn dã man của bọn ác nhân thất đức. Bằng cách cho bọn nhóc vào một khoảng không gian rồi cho chúng nghe những âm thanh chỉ còn chúng mới có thể nghe được, nhằm mục đích để chúng càng nghe càng đau đớn. Cuối cùng bọn trẻ sẽ phải bộc lộ ra siêu năng lực của mình, Ruby lúc này không chịu được nữa và lập tức ngất xỉu, thế là cô được đưa đến phòng đánh giá. Sau khi tỉnh dậy thì phát hiện mình đã bị trói trên giường bệnh, còn nữ bác sĩ đang đánh giá năng lực của Ruby nhìn qua có vẻ rất thân thiện. Kết nhân cơ hội đó để lại lời động viên cho cô bé, bên quân đội đã phát hiện ra Ruby thuộc loại màu cam nguy hiểm. Vì vậy, Ruby ngay lập tức dùng chìa khóa mà kết bí mật đưa cho mình để thoát khỏi phòng bệnh dễ như ăn kẹo. Sau đó cô bé đi đến địa chỉ theo như chỉ dẫn và gặp được kết. Thế là cả hai ngay lập tức chim én khỏi cái nơi được gọi là địa ngục trần gian này. Trong quá trình di chuyển, hai người gặp phải một tên lính canh. Hắn nghi ngờ nên đã kiểm tra rất kỹ càng, may mắn thay Ruby đã kịp thời sử dụng siêu năng lực của mình để giải quyết vấn đề này. Sau đó bọn họ thành công thoát khỏi cửa kiểm soát một cách thuận lợi. Lúc này ở bên ngoài hầu như những đứa trẻ trên khắp đất nước đã bị tuyệt chủng dưới sự lây nhiễm của virus, điều đó khiến cho nền kinh tế bị sụp đổ. Xã hội ngày càng thoái hóa và thiếu đi sức sống, lúc này Kate lo lắng sớm muộn gì Ruby cũng sẽ gặp rắc rối. Nên cô ấy đã tặng cho Ruby một sợi dây chuyền để có thể định vị được cô bé đang ở đâu. Cô cũng quyết định gửi Ruby đến một tổ chức có tên là Liên đoàn Thiếu Nhi. Tổ chức này chuyên cứu giúp và bảo vệ những đứa trẻ có siêu năng lực. Họ còn đang âm thầm chống lại chính phủ. Sau đó cả hai gặp được Rob, người đến để đón họ ở vùng ngoại ô. Lúc này Ruby vô tình chạm vào người Rob và phát hiện ra anh ta trong quá khứ đã dùng vũ lực để bắt những đứa trẻ chạy trốn khác. Điều đó khiến cô bé nghĩ Liên đoàn Thiếu Nhi cũng có vấn đề và đang cố gắng che giấu một bí mật gì đó. Sau khi Ruby vào một siêu thị nhỏ bên cạnh để thay quần áo, cô tình cờ gặp được một bé gái người Trung Quốc có thể điều khiển được dòng điện. Thấy vậy, Ruby đã quyết định đuổi theo cô bé. Trước khi để Kate và Rob tìm ra được mình, Ruby đã trèo lên chiếc xe mà cô gái nhỏ này đang trốn. Sau đó, hai người bạn đồng hành của Tiểu Tinh quay trở lại xe. Lái đi được một đoạn thì họ mới phát hiện ra Ruby đang ở phía sau. Biết cô nhóc tóc xù vừa trốn thoát khỏi trại tập trung nên Liam đã đồng ý cho Ruby đi cùng với mọi người. Lúc này, bọn họ phát hiện có một chiếc xe nào đó đang chạy theo. Hóa ra là Rob và Kate đang lái chiếc ô tô này. Họ dường như đang muốn giải cứu cho Ruby nhưng lại bị nhóm bạn Liam hiểu lầm và ngăn cản. Cuối cùng, anh chàng này đã sử dụng năng lực của mình để điều khiển đất đá khiến cho chiếc xe đang đuổi theo rớt nài đâm thẳng xuống nước. Sau khi trốn thoát, Ruby biết rằng Liam thuộc cấp độ xanh. Anh bạn Jano Chubbs cũng thuộc cấp độ xanh, còn Tiểu Tinh thì thuộc cấp độ vàng. Vì vậy, để không khiến cho những người bạn đồng hành của mình hoảng sợ, Ruby cũng nói dối rằng cô thuộc cấp độ xanh.
Trên đường, Ruby biết được Liên đoàn Thiếu nhi thực sự muốn dùng năng lực của bọn trẻ để giúp họ chiến thắng trong trận chiến tàn khốc giữa họ và chính phủ. Lúc này cả nhóm đang đi đến khu bảo tồn, nơi đây là thiên đường của những người có siêu năng lực. Đêm hôm đó, trong khi ngủ, Ruby đã vô tình chạm vào người của Tiểu Tinh và điều này khiến cô nhìn thấy được ký ức của cô bé. Hóa ra Liam đã từng ra tay giúp bọn trẻ thoát khỏi trại tập trung rồi họ cùng nhau lẩn trốn. Khi ấy, anh cũng vô tình nhặt được Tiểu Tinh đang bơ vơ một mình. Kể từ đó, Tiểu Tinh xem Liam là chỗ dựa duy nhất của cô bé. Ngày hôm sau, Ruby chấp nhận lòng tốt từ Tiểu Tinh, cô bé đã buộc nữ chính phải mặc một chiếc váy màu đỏ. Quả nhiên Ruby trông xinh đẹp dạng người làm Liam hoa hết cả mắt, nhưng khi hai người bọn họ đang trò chuyện cùng nhau thì bị một vài người bắt quả tang. Ruby sợ họ sẽ manh động gây khó khăn cho cả nhóm nên đã sử dụng siêu năng lực khiến cho cặp đôi đó nhanh chóng lên xe rời đi. Phản ứng kỳ lạ của bọn họ khiến cho Liam cảm thấy ngạc nhiên. Sau đó bộ tứ siêu phàm đã đi đến một trung tâm mua sắm bị bỏ hoang để có thể tích trữ thêm lương thực. Kết quả bọn trẻ bị một nhóm người có siêu năng lực khác tấn công. Dưới áp lực quá lớn và khả năng điều khiển của đối thủ, Liam lúc này chỉ có thể giữ chặt Ruby rồi tiếp tục né đòn của họ. Cho đến khi Tiểu Tinh xuất hiện và thắp sáng cả không gian nơi đây, họ mới nhận ra rằng Ruby và Liam đến đây không phải là muốn bắt họ đi. Để bày tỏ lời xin lỗi chân thành của mình, trưởng nhóm đã cho phép mọi người ngủ nhờ đêm nay và còn chia sẻ một ít thức ăn của mình cho đội Liam. Đêm hôm đó, trong lúc nói chuyện, Ruby và mọi người tình cờ biết thêm một số thông tin về khu bảo tồn bí ẩn. Tuy nhiên bên kia không có ý định cho họ biết về khu bảo tồn đó ở đâu. Nhưng ai mà ngờ rằng Ruby đã bí mật sử dụng siêu năng lực và từ đó họ biết được thông tin quan trọng được gọi là Edo. Nhưng Chaps đã thử qua vô số cách vẫn không thể nào giải mã được. Lúc này Ruby vô tình trò chuyện với cha của mình là một cảnh sát thông qua bộ đàm. Nhờ vậy mà Chaps đoán ra Edo thực sự là một tín hiệu vô tuyến ẩn. Hai người họ nhanh chóng sử dụng đàn cassette để dò tín hiệu và biết được rằng khu bảo tồn nằm ở hồ Prince bang Virginia. Nhưng trước khi đến đó, Ruby muốn quay trở về nhà mình. Tại đây cô nhanh chóng nhận ra vào đêm sinh nhật ngày hôm ấy, cô đã vô tình xóa trí nhớ của bố mẹ bằng chính siêu năng lực của mình. Điều đó khiến cô trở một thành người xa lạ trong mắt của bố mẹ. Ruby không được phép bước vào nhà mình dù chỉ một bước và cô đã phải quay lưng bỏ đi trong nước mắt. Nhưng khi cô cùng với Liam trở về chiếc xe thì kẻ bắt người bỗng dưng xuất hiện. Đương nhiên cô ta đã bắt được Tiểu Tinh và Chaps, thấy mọi người rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Vì vậy Ruby đã quyết định sử dụng siêu năng lực để khiến cho người đối diện phải vất vũ khí. Cô ta cứ như người mất hồn đi thẳng một mạch vào trong rừng sâu. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Ruby đã chọn cách xin lỗi các đồng đội của mình, nhưng Chaps lại nói cậu đã đoán ra được sức mạnh thật của Ruby từ lâu rồi. Vì những lần họ đi cùng nhau có những chuyện Ruby vô cùng kỳ lạ, sau đó bộ tứ siêu phàm đi bộ về phía hồ Prince, cuối cùng mọi người cũng tìm thấy cái gọi là khu bảo tồn. Họ nhanh chóng phát hiện ra người đứng đầu khu này, hóa ra đó là con trai của Tổng thống Clancy. Anh ấy cùng với Ruby là những người duy nhất vào thời điểm này sở hữu siêu năng lực màu cam. Trong bữa tiệc nửa đêm, nữ chính nhìn những đứa trẻ sống cùng nhau không phân biệt sắc tộc tự do đang chơi đùa nhảy nhót cực kỳ vui vẻ. Cô chợt cảm thấy mình đã tìm thấy được ngôi nhà đích thực cho tâm hồn, theo lời mời nhảy của Liam, và Ruby lần đầu tiên cảm nhận được sức mạnh của con đũi tình yêu. Ngày hôm sau, Clancy đã chủ động tìm tới Ruby, vì anh từng bị cha của mình lấy ra làm chuột bạch cho cuộc thí nghiệm. Từ đó anh đã có kinh nghiệm về nghiên cứu và điều chế thuốc giải độc, Clancy cũng kể cho Ruby nghe mọi chuyện. Sau đó anh bắt đầu khóa huấn luyện đặc biệt dành cho nữ chính, để cho cô ấy có thể kiểm soát siêu năng lực của mình một cách tốt hơn. Dưới sự đào tạo của anh ta, Ruby dần dần thành thạo một số năng lực. Trong khóa đào tạo này, Clancy đã hiểu hơn về Ruby. Anh ta cũng biết rằng cô đã vô tình xóa hết ký ức của bố mẹ mình. Nên Clancy hy vọng rằng Ruby có thể dạy cho anh cách xóa trí nhớ của người khác, và Ruby đã đồng ý với điều đó. Nhưng hóa ra tay đều cáng, Clancy chỉ muốn ép nữ chính lên giường cùng hắn ta mà thôi. Điều này khiến cô nàng cảm thấy hụt hẫng và vô cùng thất vọng. Thế là cô đã vả cho hắn một cái sái quai hàm rồi bỏ chạy ra bên ngoài. Sau đó nói với Liam về vấn đề này. Liam nghe xong cực kỳ tức giận và muốn tìm tới Clancy để trả thù, nhưng Ruby đã cản anh lại. Cô nói mình bây giờ thực sự muốn biến khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Thế là họ đã tìm đến Tiểu Tinh và Chaps để chuẩn bị rời khỏi khu bảo tồn. Nhưng trên đường đi cả nhóm đã đụng độ với một đoàn lính đến để bắt họ. Sau đó Clancy xuất hiện đứng trước mặt mọi người. Hóa ra hắn đã sử dụng siêu năng lực của mình từ lâu để bỏ tù ông Bo Tổng thống và lên nắm quyền kiểm soát quân đội, rồi lên kế hoạch trở thành lãnh đạo của tất cả những người sở hữu siêu năng lực và thống trị toàn thế giới. Nghe đến đây, Ruby liền dùng sức mạnh của mình để điều khiển binh sĩ, cùng sự kết hợp vô cùng hoàn hảo với Tiểu Tinh. Hai người đã thành công đẩy lùi kẻ thù, nhưng quân đội cũng lập tức sử dụng trực thăng chiến đấu và đem đến những người có siêu năng lực ở cấp độ màu đỏ. Bọn họ có thể phun ra những ngọn lửa vô cùng đáng sợ, khiến Ruby và mọi người nhanh chóng bị bao vây dồn vào đường cùng. Chẳng thể ngờ rằng thiên đường mà cả nhóm muốn tới lúc đầu bây giờ lại trở thành địa ngục. Dưới sự kiểm soát của Clancy, những đứa trẻ đang muốn bỏ trốn bỗng quay lại quỳ trên mặt đất. Ruby điều khiển binh lính quay lại tấn công Clancy, nhưng sức mạnh của hắn vượt trội hơn hẳn so với Ruby.
hắn ta dễ dàng xoay chuyển tình thế và chiếm thế thượng phong. Thấy Clancy đang khống chế và chuẩn bị xóa ký ức của mình, Ruby liền nhanh chóng điều khiển tên phi công để chiếc trực thăng đang lơ lửng trên không ngay lập tức lao xuống chỗ hai người bọn họ. Điều này giúp cho cô nàng có cơ hội chạy trốn, còn tên khốn nạn Clancy thì ăn nguyên cái máy bay vào đầu. Vụ nổ khủng khiếp khiến khói lửa bao trùm khắp nơi, may là Chubbs có mặt kịp thời đưa Ruby thoát khỏi vùng nguy hiểm. Nhưng bản thân của cậu ấy lại bị bỏng nặng, nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của người bạn, Ruby ngay lập tức kích hoạt mặt dây chuyền định vị mà Kate đã tặng. Cô hy vọng sẽ có người đến giúp chữa trị vết thương cho Chubbs, phải đến hôm sau Liam mới tìm thấy hai người họ. Anh còn dẫn theo cả Kate và Rob cùng quân nổi dậy đến. Vì cơ rớt đã bị bắt nên Ruby chẳng còn cách nào khác buộc phải đồng ý giúp quân nổi dậy chống lại Clancy. Để Liam không phải lưu luyến đến mình nữa, nữ chính đã trao cho anh một nụ hôn nồng cháy và lấy đi hết những ký ức của cô trong tâm trí anh. Sau khi bị xóa hết ký ức, Liam ngay lập tức cảnh giác với Ruby và Kate Tuy nhiên, nữ chính đã bí mật cài một chiếc móc khóa bí ẩn lên ba lô của Liam. Phía bên kia, Clancy vẫn còn sống nhan răng. Hắn đã nắm quyền tổng thống và cho tập hợp tất cả binh lính để chuẩn bị chiến đấu. Còn Ruby dưới sự dẫn dắt của Kate đã tìm thấy tất cả những người có siêu năng lực khác cùng tham gia liên minh. Cho dù những đứa trẻ này có màu da và chủng tộc khác nhau nhưng chúng đều đồng ý đi theo Ruby, chọn lựa chiến đấu chống lại quân đội ác độc của Clancy. Bộ phim đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong phần 2 của bộ phim.